Hello anh em nhá, thì con 68 game bài này đang có chương trình khuyến mại cực kỳ là hot anh em ạ. Đấy, nhà cái sẽ tặng cho anh em cái vốn khởi nghiệp từ những con đầu 68k. Cái thời gian nhận thì anh em có thể là từ hôm nay đến khi nào nhà cái dừng thì thôi. Đấy. Tất cả anh em đã tham gia hội viên 68 game bài có thể nhận được nhá. Anh em có thể đọc kỹ ở đây. Và cái nội dung nhận này anh em có thể tham gia đăng ký này, điền thông tin đầy đủ này. Đấy, hội viên cũng như là tải app thành công và tiến hành đầy đủ thông tin vào, và anh em chỉ cần nhắn cho chăm sóc khách hàng là anh em sẽ được nhận cái ưu đãi đó anh em nhé. Và cái phương thức nhận thì rất đơn giản thôi đấy, cái phương thức nhận khuyến mãi này thì anh em ở đây đọc cái tên mình đã chia sẻ luôn rồi, và anh em lưu ý là khuyến mãi này áp dụng cho tất cả các sảnh được chưa, và anh em còn chần chờ gì nữa vào nhận ngay 68k chứ không phải là một cái số vốn nhỏ như ngày trước để anh em lập nghiệp anh em nhé. Ok, Hello, xin chào tất cả anh em, cùng quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ thêm cho anh em một cách bắt sóng xỉ ngầu, bắt làm sao và chơi thế nào, so như thế nào mới gọi là chuẩn và bắt như thế nào mới gọi là đúng anh em nhé. Và sau đây thì mình sẽ áp dụng lên bảng này, chia sẻ lên bảng này thì anh em sẽ áp dụng vào những phiên chơi của anh em nhé. Chung là nếu như mà xỉ ngầu thì có 3 điểm thì có thể là xỉ ngầu 1, xỉ ngầu 2 và xỉ ngầu 3. Có 3 điểm xỉ ngầu này thì anh em tự tin cho mình là ví dụ như đây là khoảng xỉ ngầu đi, thì nó có là ở đây là có xỉ ngầu 1 này, nó dựng như chạy xuống đây là 3 đi, đấy, chạy sang đây là 2 đi, chạy sang đây là 1 này. Nếu như mà trong cái trường hợp này nó chạy xỉ ngầu sẽ như thế này thì anh em phải là tìm hiểu cho mình là nó đang theo xuống nào, ví dụ như là hai ngang và một xuống, hai ngang một xuống thì anh em phải bắt cho mình là lên một con tài. Ví dụ mình sẽ ghi con số ở đây nhé, đây thì có là ví dụ là con tài 13 ở đây đi. Đó. Và mình đây thì sẽ bắt tiếp vào con tài nữa, đó chính là con tài 11 chẳng hạn đúng không, thì nó sẽ là lên là tài 11 đây thì sẽ là có là ví dụ 542 thì bây giờ là chính hầu đây là lên 1,2 đúng không? Đấy. 5, 4 thì 4 ở đây, 5 thì có thể là chạy ở đây, được chưa? Đấy sẽ là gọi là 5, 4, 2. Thế thì đây là cái điểm chính hầu tài 11. Đấy. Thì khi mà đây, nó đây lên góc đây thì tất cả là gọi là 3 điểm nó lên đúng không? Các điểm 4 này lên con 5 này. Đấy, con 5 này lên, con 4 lên con 5 này. Con 3 đến con 4 này, con 1 đến con 2 này. Vì đây là 5, 4, 1 thì là tài 1 rồi. Thì theo số là đi lên, thì bây giờ mình sẽ 3 con lên cùng một lúc này. Thì như phải bắt hắn xuống cho mình. Bây giờ bắn xuống 1 này, bắn xuống 3 này, bắn xuống 4 này. 1, 3, 4 là một con chỉ 8 đúng không? Đấy, chỉ 8 đây. Tại vì sao mà được? Cái gì nó càng đi lên nhiều thì cái tỷ lệ phiên sau nó càng cắm xuống thấp đúng không? Nó càng càng tăng thấp thì ví dụ tiếp tục nếu như ba cái điểm cùng xuống đi lên này thì nó lại ngược đời với cái điểm là đi xuống nha, tức là cái điểm đi lên ấy thì nó có thể là xuống chỉ cái điểm xuống chỉ thì nó khó đi lên cực, thì nên nó có thể lên chỉ tầm là khoảng đến đây thôi, tức là như là hai này. Đấy, sau đó sang ngang này hai này và đây là khép ba này, đây là sang ngang nốt này. Đấy, là đây có thể là 2 này, 3 là 5, 5, 4, 5, 9, 9 đúng không? Thế là một con 9, 9. Thế thì đấy, cái điểm chính ngầu khi mà nó thuộc cái dạng là 3 điểm đi xuống thì nó sẽ là vẫn là một chín. Thì bây giờ kết quả nó sẽ là 2 ngang và 1 lên. 2 ngang và 1 lên thì chúng ta nó có ở đây rồi. Nhưng mà đây là có 2 lên rồi. À, 2 lên và 1 có 3 lên nó giống như đây này, hai lên là một xuống, ở đây là hai lên hai ngang và một lên. Đó. Thì sau cái này nó bắt lên cho mình là tài tài này, xuống dòng tài này lên cả nước tài này. Đấy. Thì tức là đây sẽ là 4, 5 và 6 thì chúng ta là có tài 15, đúng không? Đấy. Thế là có hai anh em này, có nhiều anh em là áp dụng cái công thức này của mình vào chơi mắt theo cái dạng từ đầu cầu chỉ có tính được hai tay đầu này, thấy nó chạy ra cầu gì
đúng cái là anh em chỉ cần áp dụng theo gần soi nữa đấy, cũng là hay. Nói chung là anh em tự tin như vậy là cũng tốt đúng không? Nhưng mà tự tin thì tự tin, nhưng mà họ tự tin là đi vốn to nha, đi vốn vừa phải. Ví dụ như là anh em có mức vốn là 10 20 cổ đúng không? À, như vậy thì anh em chỉ cần là đi ở nhẹ nhàng như này là ba cụ một tay, cứ 3M một tay cho với cái cầu này. Ví dụ ở mức vốn là 3M một tay, mức vốn là 20M đấy, được chưa? Cực kỳ là dễ. Thì cứ trong khoảng khoảng tầm chơi mình chơi khoảng một phiên thì mình rơi vào tầm 10 tay đổ về là mình buông kèo, cứ 10 tay đổ về buông kèo đấy. Tỷ lệ thành công với 10 tay đấy khoảng 90 đến 95% là anh em hút được đấy. Còn 5% còn lại thì khi mà nó sẽ rơi vào cái trường hợp đó chính là đi xét cầu và đảo cầu và gãy cầu và hết cầu trong trường hợp của tôi chỉ một tay thôi. Nhưng mà đến cầu khác rồi mình lại nhập tân và mình lại soi chính là mình lại tin được cái cầu đấy là mình lại bật lại lại phang tiếp thôi đúng không? Và vì thế thì mình cũng không cần là phải lo lắng về cái điểm chính ngầu này soi nó có đúng hay không. Đây chưa phải là hết cái điểm chính ngầu đâu anh em, nhưng mà anh cần ghi nhớ những cái gì chính ngầu mình đang chia sẻ ở đây. Và khi mà soi chính ngầu thì phải là soi nguyên chính ngầu thôi, không cần là soi cái điểm khác. Nếu anh em soi điểm khác thì cần phải soi cái điểm tổng cho mình, ví dụ như là 30 này và 20 tháng gì đó, 50 này, thì nhân viên là cân đối về cái điểm cho mình. Đó là khi mà nó đang chạy là hai hai xuống và một lên thì anh em phải nghiêng về những ngày là bắt về xỉu cho mình. Còn nếu như mà hai lên và một xuống, nếu như mà nó vẫn đang xỉu xỉu thì anh em vẫn là theo xuống này nằm ở xỉu anh em nhé. Còn nếu như mà kết quả cân bằng nhau thì cái cả hai hai lên hai xuống một lên thì anh em vẫn bắt tài cho mình. Còn hai lên và một xuống thì anh em vẫn là có thể xỉu và chống thận đúng không? Thế là cân đối ở những cái điểm này, cân đối ở những cái lúc mà cái kết quả tổng em soi ở kia nữa thì đúng là khoảng và chính xác được. Đấy, không nên là anh em chơi theo cái sở thích thì thích tài là bắt tài, thích xỉu là bắt xỉu, hay là chơi theo cái kiểu là may mắn đấy, nhất thì ăn nhất thì nghỉ đấy, vừa vào ô lim hay là vừa vào đánh 50% vốn tay 65% nữa là bay màu anh em. Chơi như vậy là không bền đâu, tốt nhất là mình nên là có một cái phương pháp chơi mình nên là áp dụng từng lần xem là nó có thay đổi được không đúng không, và cái lý do của mình sai là nằm đâu, hay là mình chưa có công thức hay là cách soi của mình sai. Và mình tham khảo cách này để có thể mang lại được là cái tỷ lệ chiến thắng thế là lên tới là 90-95% đôi kèo nữa nha. Ok, thì đây là một cái phương pháp soi điểm chính rồi đấy, soi điểm sáng chính rồi để anh em thể tham khảo cũng như là áp dụng vào phiên chơi của anh em, sẽ mang lại điểm thắng tỷ lệ cao và cũng là thêm một chút cách đi vốn và tăng thị thắng của anh em đi rất là lớn, thì anh em hãy tham khảo nhé. Ok, bây giờ thì chúc anh em may mắn được ở những con game bài đổi thưởng hiện nay. Anh em có thể tham khảo thử những con game bài đổi thưởng lớn để có thể mang lại cái thị thắng cao, mang lại cái tỷ lệ thắng lớn được ở những con game như hơn những con game khác nhé. Ok, thì video này sẽ kết thúc đây. Chào tất cả anh em và người ba anh em nhé.